Chị đi hái đi, em quay chủ vườn hái Ôi quả trời với. ơi, còn quay cái gì Quay nữa? cho bọn nó biết đây là quả Việt Nam. Quả Việt Nam mình à? Ừ. Không phải quả Trung Quốc. Ừ. Quả Việt Nam mình đây là bà chủ ấy. Bà chỉ nhà đấy. Ừ. Sau này đúng là cái này có nhiều nhiều quả về thành bà chủ thật rồi nhỉ. Bây giờ nó đi mua về trồng ấy nhỉ, đẹp nhỉ. Úi dồi ôi, cái quả này đúng quả phải treo rồi. Hàng Việt Nam này. Trời. Quả nào cũng to bằng quả này, biết Ừ. đẹp Đẹp thật đấy nhỉ. này. Cái này lúc đầu đi hái cái quả này ấy, đẹp lắm. Lúc trước đi toàn hái đi hái mận thôi. Còn bây giờ úi dồi ôi, cái dưới này mới sai cực kỳ luôn này. Còn phải nghĩ luôn cái này. Đẹp nhỉ. Rồi. Trời ơi, cái cây này mà trồng được cái cây này thì đúng là mừng khương, mình không phải đi mua quả đâu về dùng rồi. Toàn dùng hàng Việt Nam. Đây người đi bán cái quả của Trung Quốc cứ bảo hàng Việt Nam nhưng mà có phải đâu. Nói chung là Nói chung là cây quýt bí kiểu mừng bọn khương mình Việt Nam mình, là nhiều. mừng khương mình không có quả ấy, thì bọn nó nói thế thì bọn nó vẫn tin, bọn nó vẫn mua ấy. Như cái này thì chính hãng Việt Nam luôn, cái này khỏi phải chịu rồi. Ai mua được quả này thì mua một cân phải muốn mua thêm một cân nữa. Đẹp thật đấy nhỉ.